Đây là hội chợ cây cảnh và đồ thủ công mỹ nghệ được tổ chức ngay cạnh hồ Đền Lừ của quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bây giờ thì xin mời các bác vào bên trong để tham quan hội chợ. Đây là một tác phẩm rất là đặc biệt được bày ngay ở cổng vào. Khối đá rất là đẹp. Khối sập đá ngọc. Giá của khối đá này là 2 tỷ 6. Xung quanh hội chợ là các gian hàng thủ công mỹ nghệ, còn ở bên giữa là khu vực trưng bày các cây cảnh. Những tác phẩm cũng rất là độc đáo, lạ mắt. Đây là những bộ bàn ghế nguyên khối được tạo từ những cây gỗ. Cơ sở sản xuất tranh chữ đồng. Số điện thoại của cơ sở này. Ở đây thì rất nhiều những cái bức tranh đẹp và các đồ thờ cúng gia tiên.
Theo thông tin của chủ gian hàng cho biết thì toàn bộ đồ trên mặt bàn này có giá là 25 triệu. Bao gồm một đỉnh, hai cây nến và ba bát hương và một số đồ khác. Chi tiết như thế nào thì quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chủ gian hàng theo số điện thoại tôi vừa quay ở trên để chủ gian hàng sẽ tư vấn. Đây là cây nến này. Cả những cái lọ cắm hoa này, lọ cắm hương này. Gian hàng này thì chủ yếu là đồ gỗ, kiểu dáng phong phú, trong đó chủ yếu là các lọ lục bình có kích thước lớn, cả những ngọn đèn dầu ngày xưa cũng được làm bằng gỗ này. Đây là một số nhà vườn họ bày bán cây ở đây. Những chiếc lục bình có kích thước lớn. Đây là men dạn làm giả cổ. Những chiếc đồng hồ có vỏ bao bọc xung quanh là gỗ. Đây là gian hàng trưng bày các cái bức tranh được làm bằng đá, được làm bằng bột đá.
rất nhiều những cái đồ thủ công mỹ nghệ đẹp. Cả gian hàng bày bán thuốc nữa này. Con ngựa được tạo hình rất là đẹp. Đây là cổng vào này. Như vậy tôi đã đi một vòng quanh khu hội chợ để chia sẻ tới quý vị các bạn những hình ảnh của hội chợ. Để chia sẻ tới quý vị các bạn những hình ảnh của hội chợ.